Chào mọi người nhé, lại lên một cây Estin, hàng của Đức mọi người, hàng bãi Nhật, đã qua sử dụng nha mọi người. Thì đây là một con cắt bê tông, cắt sắt. Và cái đặc biệt của nó nè, đặc biệt nó là này nè mọi người, đó là chuyển đổi thành máy cưa được nha. Cái này mọi người có thể lên YouTube tìm hiểu thêm nha. Con này có thể chuyển đổi thành máy cưa cây được nha. Cái bộ phận giảm thanh của nó, chút xíu nữa em nổ lên cho mọi người nghe, chạy rất là êm nha. Nó có bộ giảm thanh chạy êm lắm, không như cái bộ như mình mang cưa cây nó tiếng rú lớn này kia. Cái này nó giảm thanh rồi nên cưa cây chắc chắc đã lắm mọi người. Cái muốn chuyển đổi thành cưa cây á thì mọi người lấy cái bộ bơm nhớt, bên này có bình nhớt của con 08 mọi người, 08S á, hoặc là 10S cũng được. Người nhất lấy cái bộ đó, ai mà có cái xét thì càng tốt, lấy cái này về rất là hợp lý luôn. Thì mọi người về gắn vô nè, thay cái chuông cưa cây qua đây. Đây nó đang xài chuông của máy cắt bê tông nha. Đây là cắt bê tông, cắt sắt, nhưng mà nó có đặc biệt là nó có thể chuyển đổi thành máy cưa cây ha. Cái này là TS350 Estin, nòng 47 ly mọi người. Thiết kế chắc nó cũng làm như dòng 08 mọi người, giống y luôn. Xăng, họng xăng lớn này, dễ đổ xăng vô ha. Bình nhớt thì mình nên nhớt rời rồi, nếu muốn chuyển đổi thành cưa cây thì nhớt rời. Con này lên tới 56 57cc vậy ha. Nòng lớn, chạy, nếu chạy cưa cây này kinh khủng đó mọi người. Này đã dọn nổ rồi nha mọi người. Này công tắc ha. Tắc nghe gió này, giống y 08 nha. Đặc biệt nữa này, cắt bê tông mang đi cắt cây được mọi người. Này, chỗ này nó khớp y thằng 08 luôn nha mọi người. Để chuyển đổi cưa cây thì ai có xét 08, 08S, 10S chuyển đổi bộ nó vô này đi, cơ cây ngon ha. Nòng lớn rồi, em khởi động em test máy nha mọi người. Này em khởi động rồi. Máy chạy tốt nha mọi người. Thì mấy con cắt bê tông ngoài thị trường giờ máy mới rất là cao mọi người. Ai có nhu cầu sử dụng máy nó phải sử dụng giá thành rẻ để lựa chọn cho mình ha. Cây này có thể mang đi cắt cây được, đặc biệt nó mang cắt cây được nha. Thì con này cũng, nếu mà cắt bê tông thì
độ nặng của nó thì để nặng nó mới đầm được máy nha mọi người. Cho nên là nó khá là nặng. Để mình cầm nhậu xuống rồi mình cắt. Cho nên là nó khá là nặng. Nhưng mà mình chuyển đổi qua bộ cơ cây nó cũng nhẹ. Đầu máy không nó cũng nhẹ ha. Không nối nặng lắm. Để nguyên bộ này nó tới 10 kg, 10 kg mấy mọi người. Rồi con à thì chỗ này nó bị thì do là để ngoài bãi nó cấn mọi người nên bể chút xíu chỗ này ha. Ngày tháng mọi người nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì nha. Sau này nó thì có cái chốt cả giữ cái bộ nọc gió này ha. Đuôi này mọi người không thích thì có thể chuyển qua cái bộ nọc gió của Estin 08S. Ok, thức máy nó dạy em mọi người. Lòng lớn, cắt bê tông, cắt sắt. Em đang để nữa cắt sắt cho nên em test cắt sắt ha. Cái này cắt những di chuyển linh hoạt được mọi người. Sắt chỗ này, sắt chỗ kia, khỏi phải nôi à. Cắt trên cao thì sắt nên nhẹ nhàng nha, không phải nôi đi điện rườm rà dòng như máy điện nôi dây điện này kia. Này chỉ cần chút xăng vô này cắt phà biết bao nhiêu là sắt ha, nhấc tới nhấc nuôi được nhẹ à, linh động. Chỗ vùng không có điện cắt bê tông cũng di chuyển linh hoạt ha, cần tay xách là đi thôi. Ok, con này thì nó là xuất xứ của Đức, Estin chính tông Đức nha mọi người, chính tông luôn mọi người ha. Hàng nó xuất Nhật, giờ nó thuộc dạng hàng bãi Nhật mọi người. Đã qua sử dụng thì ai thì hàng bãi Nhật thì nhiều người cũng biết, nhất là mấy bác già có tuổi mọi người ra đất là am hiểu về các hàng bãi Nhật nha. Độ dụ những cây hàng còn tốt, nó hoạt động rất là tốt nha. Không như mấy hàng Trung Quốc thời hiện nay nha mọi người. Hàng Trung Quốc thì nó nhìn nó mỏng manh, không được chắc như mấy hàng chính hãng của hàng này Estin của Đức nha mọi người ha. Vì giá thành nó lúc nó mới ra giá rất cao nên cho nên là gia công này kia chất lượng dữ lắm nha. Bây giờ chỉ chẳng qua nó qua sử dụng rồi hoặc là theo đời máy thì giá thành nó khác, giờ nó là thuộc dạng hàng bãi rồi. Đây về em dọn vệ sinh rồi cho hoạt động lại, hoạt động tốt thì rồi em xả rẻ cái này luôn ha. Xả rẻ luôn, giá thị trường không có như em xả đâu nha mọi người, ít lắm ha, rất là ít. Máy nổ rồi, hoạt động tốt ha, cắt test đồng hoàng. Này thì nhớt nó ra là do mình pha hơi nhiều nhớt thì nó tốt thôi, nhiều quá thì cũng mình dùng nhớt tốt thì nó sẽ tốt máy nhiều hơn ha. Đấy, hình thức máy là như vậy thôi. Rồi 1.3 triệu quá đẹp, 1.3 triệu quá rẻ mọi người ha. Đầu tư kiếm tiền mua nam xích để nên thêm máy mới cho mọi người tham khảo ha. Thì ai cần hoặc là thích siêu tầm thì lấy thôi ha, giá quá rẻ rồi mọi người đừng này, mọi người có thể tham khảo chỗ này chỗ kia mọi người lấy ha. Thì em có Zalo, sau khi em làm clip xong em sẽ ép hình đến Zalo nha, ai cần thì qua bên đó vì sau này em hỗ trợ thêm này kia. Ok, 1.3 triệu nha mọi người. Số điện thoại là không, hiện tại này em đang ở Vĩnh Cửu Đồng Nai nha. Số điện thoại là 0359686533 ha. Cảm ơn mọi người nha, mọi người thấy hay thì nhớ like cho động lực, có động lực làm những video hay hơn ha. Chào mọi người.